Thưa quý vị, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết năm 2022, mức tiêu thụ than trên toàn thế giới sẽ tăng 1,2% so với năm 2021, vượt 8 tỷ tấn, một kỷ lục không đáng để tự hào. Chưa bao giờ thế giới đốt cháy nhiều than đá như vậy trong một năm. Chưa bao giờ các mục tiêu chống biến đổi khí hậu của cộng đồng quốc tế bị chệch hướng nghiêm trọng tới mức báo động. Bởi than đá từ lâu được xem là loại năng lượng gây ô nhiễm nhất và là nguồn phát thải khí nhà kính hàng đầu. Cơn sốt than trong năm 2022 là do cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, giá khí đốt tăng cao, do đó việc sử dụng than để sản xuất điện ngày càng tăng. Bất chấp sự bùng nổ về giá lên tới hơn 400 euro một tấn, than vẫn rẻ hơn khí đốt. Chỉ riêng ở châu Âu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng năng lượng, mức tiêu thụ đã tăng 9% lên 377 triệu tấn. Do chiến sự ở Ukraine, sự gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt từ Nga và giá năng lượng tăng cao, nhiều nước châu Âu đã khởi động lại hoặc trì hoãn việc đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than. Gần đây nhất, chính phủ Anh đã phê duyệt khai thác mỏ than mới đầu tiên trong 30 năm. Dự án ước tính trị giá 165 triệu bảng sẽ sản xuất 2,8 triệu tấn than một năm, phục vụ cho sản xuất thép. Quyết định trên đã vấp phải chỉ trích của các nhà môi trường cho rằng đây là một bước lùi đáng kể trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Anh khó đạt được mục tiêu tạo ra 100% lượng điện từ các nguồn năng lượng sạch vào năm 2035 và đạt mức phát thải carbon bằng không vào năm 2050. Chúng tôi đã kêu gọi các quốc gia khác trên thế giới từ bỏ than đá. Khi chúng tôi đăng cai COP26 và tháng trước là tham gia COP27. Và bây giờ chúng tôi đã thay đổi suy nghĩ về than và quyết định muốn mở các mỏ than mới. Điều này làm tổn hại uy tín của nước Anh với tư cách là quốc gia đi đầu về vấn đề khí hậu trên toàn cầu. Hiện giờ, nhiều quốc gia khác có thể đang nghi ngờ chúng tôi. IEA cảnh báo lượng than tiêu thụ của thế giới sẽ vẫn ở mức tương tự trong những năm tiếp theo nếu không có những nỗ lực mạnh mẽ hơn để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Cơ quan này cho biết thêm, ngay cả khi mức tiêu thụ giảm ở các nước phát triển, các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển ở châu Á vẫn sẽ tăng cường sử dụng than để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trung Quốc và Ấn Độ vốn phụ thuộc nhiều vào than để sản xuất điện, là những nhà sản xuất và tiêu thụ than lớn nhất thế giới. Trước đó, IEA dự báo lượng khí thải COI từ sản xuất điện than sẽ tăng hơn 200 triệu tấn trong năm 2022. Vì vậy, IEA một lần nữa nhấn mạnh việc thế giới cần phải cắt giảm mạnh mẽ việc sử dụng than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác để hạn chế quá trình nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C trong thế kỷ này. Trong năm 2022, một thế giới đói năng lượng đã chứng kiến sự hồi sinh trở lại của việc sử dụng than đá. Tuy nhiên, một tin mừng là dù đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế với các nhà máy nhiệt điện để ứng phó với nguồn cung khí đốt bị thiếu hụt, nhưng đến nay các nước thành viên Liên minh châu Âu EU vẫn không có dấu hiệu tăng đầu tư vào các dự án than mới. Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định mức tiêu thụ than của châu Âu có thể giảm xuống dưới mức của năm 2020 và năm 2025 khi dòng năng lượng tái tạo nhanh chóng đổ vào lưới điện và những nỗ lực kiểm soát khí phát thải CO2 có hiệu lực. Hôm 18 tháng 12, EU đã đạt được thỏa thuận về việc cải tổ thị trường carbon. Đáng chú ý là mục tiêu cắt giảm khí phát thải trong ngành sản xuất điện. Theo đó, EU yêu cầu khoảng 10.000 nhà máy, đặc biệt là nhà máy điện than, phải mua giấy phép khí CO2 gây ô nhiễm. Động thái này được kỳ vọng có thể giúp châu Âu đạt mục tiêu cắt giảm 62% lượng khí thải so với mức của năm 2005 và năm 2030. Cùng với đó, EU tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng với thỏa thuận xây dựng đường dây tải điện chạy ngầm dưới Biển Đen để truyền tải điện từ các trang trại điện gió ở biển Caspi tới châu Âu. Thỏa thuận sẽ giúp EU xích lại gần hơn các đối tác tại khu vực Bắc Cáp-ca-dơ, đồng thời hỗ trợ châu Âu thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Ngoài ra, thỏa thuận cũng sẽ giúp Georgia trở thành một trung tâm năng lượng và kết nối với thị trường điện nội khối của EU. Theo một số chuyên gia, trong ngắn hạn, áp lực của EU đối với nguồn cung của Nga không dễ sớm chấm dứt, cho nên nhiều khả năng nhu cầu về than tại châu Âu sẽ tiếp tục tăng trong năm 2023. Nhưng với những bước tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo, lượng than tiêu thụ ở châu Âu sẽ giảm mạnh, chậm nhất vào năm 2024. Không chỉ châu Âu, Trung Quốc cũng đang nỗ lực loại bỏ dần than đá và thúc đẩy ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ để giảm lượng khí thải carbon. Thị trường than hiện nay vẫn đang bùng nổ và chúng tôi vẫn có lãi, nhưng chắc chắn một ngày nào đó than sẽ cạn kiệt. Vì vậy, trong vài thập kỷ qua, chúng tôi đã suy nghĩ về những gì mình sẽ làm trong tương lai. Chúng tôi lựa chọn đổi mới công nghệ, đó là điều mà giai đoạn phát triển đất nước đang trông đợi.
Công nghệ của chúng tôi cho phép chúng tôi tận dụng tốt cả than phế liệu và tro than. Vì vậy, chúng tôi có thể tận dụng tối đa than đá. Đến cuối năm 2021, số lượng các nhà máy điện có lượng khí phát thải thấp đã ngày càng nhiều, chiếm 77% tổng số nhà máy nhiệt điện trên khắp Trung Quốc. Thậm chí giờ đây, nhiều nhà máy điện còn đặt mục tiêu đưa mức phát thải gần bằng không. Các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo việc trở lại sử dụng than về lâu dài là lựa chọn tồi với những hậu quả mang tính cấu trúc và hy vọng rằng biện pháp này được áp dụng trong quãng thời gian ngắn nhất có thể. Rộng hơn, trên phạm vi toàn cầu, cơ quan năng lượng quốc tế khuyến cáo ngừng ngay lập tức các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch mới nếu thế giới muốn có bất kỳ cơ hội nào để có thể đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việc đạt được mức phát thải ròng này là cần thiết để giữ cho nhiệt độ không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Ngoài ngưỡng đó, thế giới sẽ phải đối mặt với các tác động khủng hoảng khí hậu có thể mất hàng thiên niên kỷ để khắc phục hoặc không thể đảo ngược hoàn toàn.